Nguyễn Thành Lộc sẽ là người tiền của đá phạt góc dành cho Phú Hiền. Rất nguy hiểm rồi. Bóng không chạm tay. Bài phát lên bóng không chạm tay. Và dứt điểm vừa rồi là của Nguyễn Xuân Nam. Thẻ đỏ trực tiếp dành cho Đỗ Siêu Huy. Rất bất ngờ. Một thẻ đỏ không đáng có đối với thủ môn Đỗ Siêu Huy bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong khi đội nhà đang dẫn trước 3-0. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một tình huống gây sức ép tiểu xảo của Nguyễn Đức Lợi và Đỗ Siêu Huy đã không thể giữ được bình tĩnh. Một chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho thủ môn số 1 bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội chủ nhà sẽ chỉ còn chơi với 10 người. Hiệp 1 đang trôi dần vào những phút cuối. Bây giờ Xuân Nam sẽ đối mặt với Dương Quang Tuấn. Xuân Nam rất đơn giản, lại là một pha nhứ đà quen thuộc. Bàn thắng thứ một pha nhứ đà quen thuộc và đã đánh lừa được thủ môn Dương Quang Tuấn của Nguyễn Xuân Nam. 7 bàn thắng của Phú Hiến ghi được ở mùa giải năm nay thì Xuân Nam đóng góp đến 5 bàn. Thêm một chiếc thẻ đỏ nữa dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và nó thuộc về Bùi Hoàng Việt Anh. Bùi Hoàng Việt Anh phạm lỗi với Nguyễn Xuân Nam. 2 chiếc thẻ đỏ được rút ra dành cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong tình huống vừa rồi thì Nguyễn Xuân Nam đã có những hành động rất khiêu khích. Pha nhìn bàn thắng rất khiêu khích của Nguyễn Xuân Nam. 2 chiếc thẻ đỏ. Một trận đấu rất kịch tính. Lại là một pha bóng tiểu xảo. Nguyễn Xuân Nam khẽ đẩy Bùi Hoàng Việt Anh và trung vệ màu số 20 bên phía đội chủ nhà.